Thưa quý vị và các bạn, để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, trong những năm gần đây, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình cống ngăn mặn. Việc quan tâm triển khai những công trình này không chỉ giúp bà con thuận lợi trong sản xuất, mà còn là một giải pháp hiệu quả, góp phần thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên chương trình Nghe Người Dân Nói về ý kiến của người dân đối với những công trình này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với hơn 20 năm sản xuất nông nghiệp, trong những năm gần đây, ông Lê Sơn Khê đã không còn lo lắng khi đến mùa khô hay nước mặn xâm nhập. Ông cho biết gia đình ông trồng hơn 10 con dừa. Trên thực tế, dừa là loại cây thích ứng khá tốt với nhiều điều kiện. Nhưng hễ đến mùa nước mặn thì vườn dừa vẫn không tránh khỏi cảnh trống cổ. Tuy nhiên, từ khi cống bong bót được vận hành, đã giúp điều tiết nước, phục vụ công tác thủy lợi, nhất là sản xuất nông nghiệp của địa phương. Đặc biệt, việc chủ động kiểm soát được mặn ngọt và ngăn triều cường cũng giúp cho vườn dừa của ông Khê nói riêng và diện tích vườn can trái của bà con nơi đây nói chung được phát triển thuận lợi hơn. Nói về xây dựng cái cống bong bót này, đối với cá nhân chú thì chú thấy có ba cái lợi là trước mắt của bà con nhân dân cả khu vực huyện Cầu Kè chứ không phải riêng cái ấp An Trại xã Phú Tân không, bị nó cái cống ảnh hưởng nhiều nơi. Cái lợi thứ nhất là vấn đề giao thông thuận tiện vô cùng. Để muốn đi xe lớn rồi đi lên thành phố Cần Thơ đi cũng mau. Cái thứ hai đó là ngăn được mặn, trữ được ngọt. Thì qua cái năm mà chưa làm cống đó, nước mặn nó vô đây một lần thì toàn bộ cây cối của bà con nông dân đây là mấy cây nhạy cảm chết gần hết. Riêng á, cây dừa nó còn thôi mà còn với lý do mình không tưới, bị nó cao nó không tưới, nếu tưới vẫn trái dễ cháy, vẫn teo như thường. Còn nhãn he rồi kia nó rụng trái rồi sầu riêng rồi chôm măng cục gì chứ có mấy cái sầu riêng cũng chết luôn. Thì chủ quan mình tính đâu nước không có mặn tưới, đâu có biết đâu nếm đâu thử đâu. Cái lợi thứ ba nữa đó, vấn đề triều cường. Thì trước đây là hàng năm nội chính quyền của An Trại và bà con ở xã Phú Tân rồi đắp bờ bao là cực lực. Tới mùa là đắp cực khổ lắm, nhưng nước vẫn bị tràn. Thì từ ngày có cống này hạn chế vấn đề đó, thẻ nhẹ vấn đề bờ bao, hạn chế khoảng 80% nước. Dù có xả đi chăng, không có bao ngạn đi chăng, nước cũng không đến nỗi ngập tới cây. Ông Võ Văn Tự, một nông dân có kinh nghiệm lâu năm trong canh tác vườn cũng cho biết, gia đình ông trồng 20 con vườn dừa xen với mít Thái. Hàng năm vào tháng 3, tháng 4, khi gió chướng thổi mạnh, ông lại lo lắng chuyện nước mặn theo gió tràn về làm trở ngại đến sinh hoạt và năng suất cây trồng. Tuy nhiên, từ khi hệ thống cống ngăn mặn được địa phương quan tâm đầu tư, thì khi tới mùa nước mặn, hệ thống cống nơi đây được đóng kín, ngăn không cho mặn lấn sâu vào nội đồng, thì điều lo lắng của ông đã được giải tỏa. Theo thông lệ, cứ canh gần đến những tháng mùa khô, ông Tự và bà con nông dân nơi đây sẽ cùng nhau nạo vét kênh mương để trữ ngọt. Đến khi có lịch đóng cống, thì nhà vườn nơi đây đã chủ động sẵn sàng nguồn nước tưới. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, diện tích vườn can trái của địa phương hầu như đều cho năng suất ổn định. Bà con ở đây thì cái cùng bắt tay nhau thì chuẩn bị tới cái mùa khô á, thì ở đây thì xúm nhau là cái gọi với nhau là cứ bây giờ mình cứ phải là vét mương cho thật sâu, thì để rồi đắp bờ rồi làm bậm này kia nọ, là đắp đập rồi đi chữ nào vét kênh mương nữa, hùng tiền nhau làm á, để mà dẫn nước ngọt vô để trữ ngọt để mà tưới cho vườn cây ăn trái. Thì hàng năm đều có làm như vậy hết để trữ ngọt. Bà con là bây giờ có ý thức dữ lắm rồi, mà tới yêu cầu gần tới mùa khô bà con làm à. Mùa khô là mình nói rủ nhau là làm à. Cho trước đây thì có khi rủ thì bà con nói người làm không làm, cho bây giờ nói gì trữ nước ngọt bà con khoái lắm rồi. Thì như vậy mới có hiệu quả cái nước ngọt là từ chỗ cái cống mà nhà nước làm cho dân mà hưởng được cái phần đó. Trong những năm gần đây, để ngăn mặn trữ ngọt ở khu vực Cù Lao Tân Quy, 4 cống ngăn mặn triều cường phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Cù Lao Tân Quy đã được triển khai, hiện đang trong giai đoạn hoàn thành, gồm công trình cống Bần Xà, Lòng Lương, C1 và C3 với tổng vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng. Đây là công trình cống nằm trong dự án phục vụ ngăn mặn và triều cường do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Việc xây dựng 4 cống trên Cù Lao Tân Quy tuy chưa khép kín 100% để ngăn mặn, nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc trữ ngọt và chủ động nguồn nước, phục vụ khoảng 100 hectare diện tích vườn can trái được hưởng lợi trực tiếp từ các công trình trên. Thì ở đây thì cái từ khi mà nhà nước mà xây dựng cái cống Thì đưa vào vận hành tới nay thì theo riêng cái của chú á, thì thấy mà ngăn được mặn là chứ, cái đó là cái ưu điểm trước tiên. Thứ hai nữa là kế tiếp là trữ được nước ngọt để cho mà gia đình chú á, thì bà nói chung là với bà con ở trong xóm mấp này để sản xuất vườn cây ăn trái thì thấy nó hết sức hiệu quả. Bởi vì cây ăn trái thì cái mùa khô á, thì nó nhờ nước tưới mà trữ được nước ngọt, thì tới nay nói chung là bà con mình hết sức phấn khởi. Từ cái chỗ mà bây giờ hàng năm trước đây mà nước mặn xâm nhập vô vườn cây ăn trái thì vừa nó rụng trái hết trơn à. Rồi nói chung là các cây khác là chết hết, vừa nó không chết nhưng rụng trái, mà tới khi được cái cống mà làm đó sao vận hành tới nay thì bà con rất là phấn khởi. Làm vườn là có kinh tế, là cái nguồn thu nhập của bà con thì nó rất là ổn định. Bà con là cũng cảm ơn là chính quyền, cảm ơn cái nhà nước mà làm cho dân ở đây được cái cống, vậy là dân hết sức là phấn khởi. Những năm gần đây, tình hình khô hạn nước mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói chung, huyện Cầu Kè nói riêng luôn diễn biến phức tạp và khó lường, gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân. Chính vì vậy, việc quan tâm triển khai những công trình cống ngăn mặn, trữ ngọt không chỉ hỗ trợ cho bà con nông dân sản xuất hiệu quả hơn, mà đây còn là một trong những giải pháp căn cơ góp phần thích ứng biến đổi khí hậu trong thời điểm hiện nay.